Hello, xin chào anh em nhá. Tiếp nay mình sẽ làm một cái đèn tích điện từ những cái típ LED này. Cái này là típ LED dành cho hệ thống năng lượng mặt trời, cái đèn LED 12V ấy. Đèn này thì đợt trước mình mua về để làm hệ thống đèn năng lượng mặt trời của mình, nhưng mà mình vẫn đang để đây quan ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái đèn tích điện từ cái đèn này nhá. Ở đợt trước thì mình đã làm video các bạn xem rồi đấy. Còn bạn nào mà muốn mua cái này thì link mua hàng mình để trong phần mô tả nhá. Cái này mình lấy ở bên Showmin này. Đây, mình sẽ test thử các bạn xem nhá. Đó. LED này là LED 12V các bạn ạ. Nhưng mà mình đang test ở đây là pin 3S. Cái này thì chạy với bình acquy thì nó sẽ sáng tối đa hơn này so với pin 3S. Nhưng mà pin 3S thì mình nghĩ là nó sẽ bền hơn đấy. Khá là sáng các bạn ạ. Một cái thanh LED này nó khoảng tầm 7 đến 10W hay sao nhỉ? Mình cũng không rõ nữa. Cái thông số thì mình không để ý nhá. Anh em nào mà quan tâm về thông số thì mình để link trong phần mô tả nhá. Link Shopee mua cái đèn này này. Có thể vào đây để xem. Ở đây thì mình sẽ cần đến 4 hoặc 5 cái này. Một cái ống nước, ống này là ống 34 nhá. Một cái đầu bịt 34 này. Một cái ống từ 90 về 34. Và tiếp theo là một đoạn ống 90 để mình bỏ cái viên pin này vào các bạn ạ. Đó, bỏ tròn cả một viên pin này vào. Ok, thì video này mình sẽ làm một cái đèn tích điện từ những cái thanh típ LED này nhá để xem mà nó như thế nào. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cắt và đo khoảng cách để pin này này. Đấy, mình sẽ làm một cái chân đế để pin này. Và tiếp theo là một cái giá để LED vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ tròn ra khoảng tầm 4 cái con ạ. Để thế này này. Đó, 4 hoặc 5 cái nhá. Tùy vào mình để. Mình nghĩ là khoảng tầm 4 cái thôi. 5 cái thì nó không cân như lắm con ạ. Mình sẽ bắt vít và để xung quanh như thế này này. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boys. Ok thì cuối cùng mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Do cái bóng này nó dài ấy, nên là mình làm một cái thanh thế này này. Ở đây mình chia ra hai cái công tắc, hai chỗ này là hai cái tắt bật này. Pin của mình chỗ này đây. Cái này thì mình không dán keo lại đâu nhé. Cái này thì mình sẽ làm và mở ra để sạc viên pin ở bên trong ấy. Đấy. Thấy chưa? Khá là dài các bạn ạ. Đèn này để thắp sáng lúc mất điện thôi các bạn ạ. Khá là dài đấy. Cái này để trong nhà thôi, không đem đi đâu được. Đó, bật cho bạn xem nhé. Đó. Cái này mà chạy pin 12V con này. Bạn nào mà làm ấy thì các bạn làm cái pin 12V nhé. Mua viên pin 3,2V ghép thành 4 viên này với nhau ấy. Thì nó sẽ cho được ra cái ánh sáng nó tốt nhất. 11V thì nó vẫn chưa mát công suất đâu nhá. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài test thử bạn xem nhé. Ok thì như vậy mình đã test thử xong rồi các bạn ạ. Đêm hôm lạnh quá. Đi ra ngoài này, lạnh tím hết cả tay. Thì cái đèn này nó tương đối là sáng đấy các bạn ạ. Đèn này nếu như mà tính công suất hình như là 7 hay là 10W mình không nhớ, nhưng mà mình nhớ mang máng là cái bóng này hình như là 7W hay sao ấy. Khá là sáng đấy, nhưng mình test thử bạn xem ấy. Chói mắt luôn các bạn ạ. Cái này mà chạy bình acquy thì mình nghĩ là nó sẽ sáng mạnh hơn. Đấy. Như thế này cũng đã chói lắm rồi các bạn ạ. Pin 7S thì rất là sáng rồi. Mỗi tội là cái đèn này thì nó hơi dài một xíu này. Cái bình này mà các bạn làm pin thì bỏ được khá là nhiều đấy. Nếu mà làm pin thì các bạn sẽ làm được nó mỏng đến tới đây này. Ở đây thì mình sử dụng viên pin này là pin 15A. Nên là nó khá là dài. Còn nếu mà các bạn làm pin 18650 thì nó chỉ đến đây thôi. Lúc mất điện thì mình chỉ cần dừng lên thế này thôi. Đấy, dừng lên thế này là thành một cái đèn rồi. Bật lên này. Đó, sáng khắp phòng luôn. Sáng 360 độ luôn nhá. Đấy. Ok, thì các bạn nghĩ gì về chiếc đèn này, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhá. Và muốn mình chế cháo những cái sản phẩm gì hay là muốn mình mở hộp những cái sản phẩm gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video. Và đừng quên ấn đăng ký kênh DVTV, cũng kênh chế đồng hồ mình nha. Chào các bạn.